Em mà quý của thằng đó má, em mà quý của thằng đó. Rồi rồi rồi. Con cứ Nguyễn cầu bỏ lên like nha. Tháng 6 là có Ok. lộc. Hôm nào gặp nha, con quẻ nha, lỗ tai thiệt nha. Thiệt, 100% luôn. Không có tim gì hết trơn. Bà chích thôi chứ có tim. Không má, tai thiệt má, nó cái gì đâu, nó vậy bà, để bà coi cho nó trúng má. Tai thiệt này vậy. Vậy. Chào với bà Dũng nè. Chút tối đi giờ mới dọn sớm à. Dạ cảm ơn công chị. Mới lấy 4 triệu đó. Mồi quá trời luôn á. Ở khu gia tự. Tay này nhổng mang mồi á. Ngồi với bà chức là biết bà chức không? Bà chức du tiếp á. Ừ, anh này là cháu Nguyễn Quân Ngàn. Cháu của Nguyễn Quân Ngàn. Ờ cháu lòng que, Hột sòn điếm bằng lon á má. Bà bú anh không? Sắp về rồi, chút xíu đi thì về lại luôn bà. Đi bằng xe hơi. Bà qua bà chở về đi, đi xe nè. Ừ, mình đi gắp anh này Nói nhanh, luôn về hỏi nói đi gắp luôn. ba luôn. Ừ, chung cư ngôi gia tự với lớp A. Có đó, bà cứ bấm lên chung cư Alo. rồi lớp A được rồi. Ngôi gia tự. Ừ, qua lại nha, qua lại nha. Có nói rồi, có nói rồi. Mà vậy. Má Nói làm gì phục vụ chung thành phố là chắc sư cỡ làm chín tới giờ đấy chín luôn. mấy mấy thôi nhỉ. Nhà ở nhà bè á, ai biết gì tên gì ai biết, quên rồi. Bạn của bà. Chín mấy mấy rồi. Uống gì cái lồ thì còn cái nóng cho mẹ. Rồi rồi ok. Có điện trước. Để cho cũng chỉnh cái nhậu. Dạ dạ chị. Dạ có. Dạ. Ok có cái gọi em trước. Nó đưa bà tới uống gà phụ kìa. Con đi má. Lo ăn đấy ôm nha. Đi đi biết đi má. Ghê ghê ghê. Dạ tôi hỏi thiệt, bà từ đó tới giờ Ê, chạy xíu đi. từ đó tới giờ 999 con cây đã đủ ngàn, đã bút thành đã đủ ngàn, ghê thiệt. Thế vậy cái này cũng chưa nắng lắm muối đừng kiếp cho bán mía thì bán được thế được đợi má cái dụng đá không chưa chưa rồi thì nói cho má giá trả là chúng tôi mua rồi mua đúng không chứ là chúng tôi mua rồi chúng ta làm cái tháng trước rồi ra chứ tháng này chúng tôi mua ra thì mưa đây ra uống cái bụng nồi mưa trên phố Huế luôn năm nay mưa mới nhiều nè cái động biết là ai biết mà nào mà cũng không đó để khoan hồng hoa không chưa khảo mi á để coi với à không dừng cũng hết hồn luôn khỏi cần chọn cái tàu cho đóng coi đi lâu quá không xuất hiện ra tàu ờ nghe nóng gọi em mà hỏi thăm mày nọ nhưng mà đẻ không được bị thích ra được ba ở đây đừng có phân biệt giàu nghèo ở đây ai giàu bằng cả tướng mà phân biệt giàu nghèo cũng được má 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 bớt lên đi má nghèo chúng nó chửi con nữa giờ đó má nghèo đi hát nghèo có con đúng rồi nuôi ta nghèo ai dám đủ đẻ đúng rồi có một đứa con nghèo 3 năm mà tôi đẻ luôn đứa nó đi hai đứa đi ta nuôi cho đứa 6 năm luôn nuôi cho anh đứa anh Ủa. không anh chích em cái đi lấy giống anh đi cái dập nó má chơi 4 tiếng hồ mới ra Nguyện quá trời không kêu Chế Dũng thì đi đâu phải ngủ đi với má thất nghiệp ở nhà nè buồn không có làm gì hết làm bây giờ Vũ cái hùng nó có tay nhậu rồi anh có người em rủ quên trời ơi quên bà Dũng đi đâu má cái bữa đó có đi có bả rồi vô nữa rồi Vũ đi Vũng Tàu có xe cho có luôn à đúng rồi đó luôn xuống còn nước là chết
tôi ở đây người ta mời không đi sinh má chị không đi sinh ao giờ người cầu hả người cầu trời ơi biết bao nhiêu người đã thông qua rồi tại vì mình cảm thấy mình hết khách thì mình nên rút lui đúng không, để cho sự trân trọng ta còn trân trọng mình chứ giờ mình vô làm cái khách không thì còn cái giá trị đúng không, à là mình đấu trong vinh quang đúng không, mình có ăn trong tuổi nhục đúng không, đấu trong vinh quang đúng không. Thôi chứ ông ngã ghế xuống cho nằm khỏe. Ngủ mà cao mà con ngồi con ngủ ngay đó. Mà ngủ gì mệt. Mày thấy đi sờ không? Ông tại giờ đâu con ngủ đâu con dựa lên trên ghế tài. Má hửi hơi luôn tài xế con ngủ có được. Hửi giá này dễ ngủ. Ghế tao bật ngửa nằm tả mà. Thôi đứng đi mà đưa thêm nha, 40 nữa. Thôi 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 hỏi. Rồi mình cứ anh không biết chơi đâu, anh chỉ đi dọc ngoài không mà. À môi đẹp á, môi tự nhiên đẹp á, đẹp ghê luôn. Không có, nói chung là không có dùng dao kéo mỹ phẩm hay chơi má, đẹp vậy đó. À, môi ta bú bình thường mà tướng môi bú là hai cái môi cái dưới là gãi cái giái luôn. Còn móc hốt không ạ? Rồi, nó nguyện hết, nó móc hốt không ạ? Thằng bà đây ngồi đâu móc hốt, má đừng móc hốt con trái nhà. Thằng bà đừng phá móc hốt gì em đó má. Thọt tay vô hán cái móc cái hửi. Vô mẹ, tôi lộn mà. Lồ. Vô, vô đi má. Đủ vườn què thôi. Uống vườn què ta hết lon, đủ má. Hết nè. Trời ơi trời. Biết đó bà nằm lắm đó. Trời ơi thớt chị biết chị nằm mới hết. Đi ngủ nhậu. Ai ngủ? Không lúc tao đuối, tao đuối gì vậy? Bà điện ra bà kêu ra ngủ nhậu. Anh lồn tin nhắn còn giữ nha. Ủa bà tính nhậu nha. Trời hỏi cái gì? Đang ngồi. À, tự nhiên tao nói thạch ra đi chơi hỏi nhậu hay gì? Nhậu ờ nhậu với gai nha. Tao đưa đi luôn. Xe tới rồi. Xe tới kìa. Gì? Không thấy 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 chị Hằng dễ thương ha, lên xe mà tươi cười như hoa ha. Ngồi 24 chỗ chứ bộ. Còn cái bà nó ngồi sau xe nó hú rượu đĩ mẹ không điên luôn má ngồi dọc đó. Con làm gì hú má. Ý đó để sau này á. Ê tụi má nó cho giải thạc nha, đừng có chụp nha. Em không biết rồi. Đi chó. Đi chó. Má có đi thành là tao kêu cầm đi mua cho anh chị em đi nhậu đi không chịu. Cầm chứng minh đi, cầm chứng minh đi bà Dũng không có cầm nhiều không cầm tới kìa đồ chứng minh bà cho tụi má mà tưởng đâu chứng minh chị Hằng gì mà cầm 10 triệu chỉ còn biên cho ai không. Bà tính ngủ đâu ra, chai ngủ ra liền. Nhưng mà chai này thành dĩ dãn rồi má. Trời ơi, chắc kìa. Sinh nhật không ngoài tôi nha. Ê, đằng sau ghế chú dự. Trời bà chửi quá trời luôn. Nó nhắn về chửi bà kìa, nó nói bà lợi dụng nó. Đúng ngay kìa. Thôi chị bằng gì đi. Đang trụ gặp bà. Ở trụ BD. Thì cái gì nè. À, chỗ tôi Hùng Dương hồi tụ BD. Chỗ tôi Hùng Dương hồi tụ BD. Cũng nợ má. Mua mình đánh giật bình chán quá mà. Ý đi cái đời nào mà nó đánh cũ tôi má. Mà tôi giúp nó từ quê lên á. Từ có què cái gì đó. Không đời nào mà có quê mà nó mời tôi ly trọn vẹn. Uống phải chia giao với nó nha. Có tiền cho chai hết trơn má. Bị trúng chửi quá trời. Ờ. Xưa bà với quê bà hiền lắm, bây giờ bà quỷ ma cái ghê luôn. Xưa bà lên với quê bà hiền lắm. Ủa chân quê đâu chứ? Cái nhà tôi với quê. Ủa đâu đâu quê đâu? Cái bè luôn hả? Gần nhà ông Thành đó. Ủa gì gần nhà Vĩnh luôn hả? Vĩnh Đồng Hải. Ở Vĩnh Đồng Hải luôn. Ai có canh chua bà nhớ? Đậu đóng nè. Canh chua cá quá trời luôn cả. Ê bà đừng ăn cơm, mà mua hộp cơm không ăn này nè, đồ ăn cái đống nè. Canh chua cá gì lắm vậy? Không cơm không đi.
Ông nè rảnh thiệt mà đâu có ăn đâu. Mẹ cái kè PD dữ lắm á. Ờ PD có PD môi gần có con nữa đó. Ờ. Không biết nước gì mà ba má uống ăn vô đủ đẻ PD không. Cái gì cơ hết rồi. Ừ. Để cái mẹ PD môi con nữa rồi đó. Ông đó bà là PD chua hết đó. Cái yêu môi hồi ra sao đấy nổi. Nhỏ PD nha, mới nó mới 12 3 tuổi nha. Tối ngủ sức kem. Đặng ông cuốn một cuốn cái đầu á, cuốn biết còn còn không lắp nào luôn. Cuốn cái đầu lên nha, sáng chảy phùng ra vậy nè. Một cái phùng nặng ở giống như diện chín điểm hương vậy, phùng vậy nè má. Ê nhà bà biết bà PD không? Biết lúc nhỏ rồi. Bà chơi PD là nhỏ luôn á. Chơi lúc mấy tuổi? 2 tuổi đi chơi PD rồi. Một xíu chơi PD. Là ba má có kêu bà lấy chồng không? Không, ủng hộ cho PD luôn. Không biết PD là không cấm ở nhà ba má tôi, ba má tôi người giống như người cổ mà biết chơi lắm, biết hiểu cái chuyện lắm. Con PD con PD là không nói không ép gì chưa. Ủa mà chế biết anh Tuấn Nguyễn không chưa? Mười mấy năm rồi. Biết có thời mà cái bà bỏ cái vỏ tiền một cọc vậy nè. Thời đó qua rồi. Đi chơi bỏ vô bỏ vô 2 3 tỷ không má, đi con chơi là giữ cho bóng chết luôn vậy. Tuấn Nguyễn chơi là đó, Tuấn Nguyễn chơi là không ai chơi lợi Tuấn Nguyễn. Chỉ thua thì con hàng thôi. Giờ già là yếu hết, lao động hết đi ăn già là Tuấn Nguyễn cũng về luôn. Rồi theo chị. Đi hàng về chị hàng chị ra là Tuấn Nguyễn lên lại. Thời gian sẽ trả lời hết không anh? Ủa chị hàng ra chị hàng yếu chứ biết là. Biển sống vậy. Tại vì ai trên mạng nói Tuấn Nguyễn nổ và thực chất là chưa có chơi Tuấn Nguyễn. Những người mà chơi Tuấn Nguyễn rồi là biết là Tuấn Nguyễn như thế nào. Bây giờ anh Tuấn Nguyễn cũng chia sẻ nỗi lòng nha. Đó là chế Dũng đó, giờ trên Tuấn Nguyễn là chơi cũng lâu lắm ha. Người cổ, tiền cổ. Đó mà đi lần bỏ bỏ vỏ mà là 2 3 tỷ luôn má. Thiệt bộ. Mà trong xỉn vô mà cái mặt lết chứ. Mà chữ vô vậy bà. Mẹ nấu á. Ngon lắm má. Nó ngủ vậy chứ ăn. Dũng hả? Tiến Dũng là bên boss rồi. Tiến Dũng là làm tiền dữ lắm. Tiến Dũng chồng là boss cái gì? Boss là trung quê á. Ok. Chào các bạn. Chào các bạn. Hôm nay là giỗ tối Hùng Vương, chị em tôi PD hội tụ với nhau. Tứ đại mỹ nhân. Tứ đại mỹ nhân. Đang quay phim. Đang quay. Tứ đại mỹ nhân mấy câu hay đưa vô mấy câu nào bậy bạ cắt em nọ. Đứa cậy mỹ nhân PD. Đây là PD mẹ. À, mẹ lắm á. Đây là PD cháu của chị Phương Hằng. Hột sòn tính bằng lon. Ồ, dữ gì vậy? Buồn buồn mà sách hột sòn mà bắn bi chơi vậy đó. Hồi má để cho ảnh cho nó chửi con nữa. Hồi đó bà đi chơi PD 2 tỷ cho mọi người. Cái gì vậy? Rồi nè. Nó nghe nè, ở trên thì con nhưng mà nó chịu em dữ vậy. Ngồi đi. Bây giờ nó chịu không giới thề nha, nói tục nha. Cái làm việc nghiêm túc chứ mà. Rồi chào mọi người nha, hôm nay gặp anh Tuấn Nguyễn nha. Em đang học cầm. Giữ lại mỹ nhân. Đang học cầm. Lấy dỡ dỡ Hùng Vương đi em PD hội tụ. Con thì mới ghét được nhỏ chuyện dễ rất là dễ luôn nha mọi người. Bốn tứ đại mỹ nhân. Má giờ là tới 5 giờ cái ông tài về. Đâu ạ? Cháu sao? Cho á giờ này nóng cái đầu. Rồi mày uống gì còn cái nóng vậy? Về nói về nó cửa ra. Được chưa bây giờ? Giờ thấy câu cái vui vậy hả? Được. Qua hai thầy trò. Ủa chị gì chị lên lực chưa? Lên lực bao nhiêu đi đâu chưa? Thấy mày. Đi đâu má? Trong chợ thì chúng ta đã thành hai chuỗi lắm. Ừ, em Tuấn Nguyễn nó cần sao đi Long Hải đó anh? Chơi.
Tuần sau là tuần sau chắc chưa có lỗi đâu. Chưa, ta đi được. Tuần sau rồi dính vô là An á mà đi 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 thứ tuần sau là mới có 10 phải. Ừ. Ờ vậy đi giờ nó vô chị được đi lại lại thứ tư á mới là dính vô lễ. Thứ tư là 54. Thứ tư 56 7 chủ nhật. Đi lễ không vui mày. Đúng rồi, ăn không ngon đâu, có đoạn ngon mà ăn đâu. À, đợt này là nó dính vô thứ hai thứ ba mà xong tới thứ tư nó mới lễ. Chứ mà nó dính vô thứ hai ha, mà nghỉ thứ bảy chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư. Tôi không làm hả? Nghỉ tiếp. Nay lễ nghỉ mà làm gì má? Con nay dân cũng nghỉ mà. Không nghỉ, nó nghỉ được mới lạ. Lần lo kiếm tiền quá anh Dương. Lo kiếm tiền dữ ha. Quả em chờ ha. Nay trắng làm nên nợ nần. Nói gì đi chị? Nói ly vô chị kìa. Hôm nay là lễ gì đó, dỗ tổ cố ngoại tôi gì đó. Vì MBD hội tụ long lân quy phụng. Vô đi. Mừng lễ dỗ tổ Hùng Vương. Vô với chồng bà cái đi. Chồng tôi lại, chồng tôi bà này. Chồng tôi bà này, hai chồng á. Hết bia rồi lấy bia đi bà nội. Trời má. Cầm sao bóng cầm sao bóng cầm lúc giờ lên lắm nha, có kênh YouTube riêng luôn nha. Bóng cầm là phải các bạn đưa mặc áo chú được cái bụng chà bá lên không. Ờ ôi nãy mới mới bả chứ quý mới đóng làm chó sủa gì ở bên Thanh Đa á má. Ê bà đang sao bà đang chửi bả hả? Bà đang nói xấu bả không? Bà vô duyên quá nói vậy còn hỏi nữa. Nó gõ ra má lớn mà nó chưa gõ ra. Vậy là bả đang đầu quân chỗ khác phải không? Bà có con tập đoàn công ty riêng má. Ê cái đợt xuống nhà bả nó xuống chưa? Chưa. Cũng kèo bà anh. Thật ra nói chung là ông cầm lên tiếng nói rồi là không có nhà dưới mình tránh. Xin lỗi bà đợi rồi. Bà nhấn mình tính nè. Bà để ship này bà nhấn mình tính. Hai người còn qua lại gì không? Ấn mà ví dụ như nhưng mà đứng quá thì chạy qua đủ rồi. Ai đang lên chị đừng nói bậy. Lên hả? Chị đang lên hả? Lên nè. Quá như vậy. Quá như vậy. Đó. Dễ cho mọi người. Chửi đi nè. Nó chỉ vô chuyện tình cảm ta, chỉ vô chuyện nó vậy đó.